nghi vấn nam em đã chia tay bạn trai. Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước màn cãi nhau to tiếng giữa nam em và chồng sắp cưới ngay trên sóng livestream. Theo đó, nam em tỏ ra tức giận vì chồng sắp cưới có tính gia trưởng, cư xử thiếu lịch sự và còn nhắn tin ham dọa khi cô sang nhà Quế Vân chơi. Người đẹp Tiền Giang tuyên bố nếu anh không chịu thay đổi thì cô sẽ chia tay. Đáp lại, phía chồng sắp cưới của nam em cũng không chịu nhún nhường khi lớn tiếng mắng cô, biến ngay trên livestream. Đồng thời, bạn trai nam em cũng khẳng định bản thân sẽ không thay đổi. Được biết, nguyên nhân khiến cả hai cãi nhau to tiếng như vậy là vì nam em chưa về nhà khiến bạn trai căng thẳng và yêu cầu cô phải về ngay. Tuy nhiên, nam em giải thích mình chỉ đang cùng hội chị em xem Miss World, cuộc thi Hoa hậu quốc tế mà Mai Phương đại diện tham gia chứ không lang bạt như chồng sắp cưới nói. Sau màn cãi nhau căng thẳng, nam em tiếp tục gây chú ý với những chia sẻ mới trên trang cá nhân. Theo đó, Người đẹp sinh năm 1996 đã đăng tải trên kênh TikTok cá nhân đoạn clip với nội dung bạn cảm thấy hạnh phúc khi không vướng vào tình yêu. Không chỉ vậy, nam em còn thể hiện cảm xúc sảng khoái khi chú thích thêm, tự do mua năm. Động thái này của nam em khiến cộng đồng mạng xôn xao nghi vấn phải chăng cô đã chia tay với chồng sắp cưới sau trận cãi vã vừa qua. Thời gian qua, nam em thu hút nhiều sự chú ý của công chúng với những phát ngôn gây tranh cãi trên livestream. Người đẹp liên tục nhắc tên các nghệ sĩ khác với những thông tin tiêu cực mà không hề có bằng chứng rõ ràng. Đến ngày mùng 1 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã mời Nam em lên làm việc và xử phạt hành chính về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc với tổng số tiền là 37,5 triệu đồng. Sau sự việc, Nam em cho biết bản thân đã rút kinh nghiệm và sẽ hướng tới việc chia sẻ những thông tin tích cực hơn.